Rồi chàng tìm cách an ủi nàng bằng cách kể chuyện cho nàng nghe ngõ hầu tinh thần nàng bị chăm chú vào câu chuyện mà không còn để ý đến sự việc bên ngoài nữa. Chương 7 Ma rừng Ông cay móm lại ngừng một lần thứ ba, lấy cốc rượu uống một hơi rồi kéo một mồi thuốc lào. Lệ thi nóng ruột muốn nghe, dục ông cai kể tiếp. Nhưng ông vẫn điềm tĩnh thông thả uống rượu, hút thuốc khề khà làm cho vợ tôi càng lúc càng thúc giục hơn nữa. Thi muốn nghe mà hễ nghe đến chỗ nào rùng rợn thì lại bám riết lấy tôi, thu mình cuốn vó lại trong buồn cười lắm. Phải thế chăng mình? Một hồi lâu ông cai đủ nghiện mới oan oan nói tiếp. Bấy giờ Oanh Cơ ngục mặt vào tráng sĩ. Tráng sĩ muốn cho nàng đỡ sợ, phải tìm kế nói chuyện để bắt nàng phải chú ý vào một sự khác, ngõ hầu quên nỗi đau xót và quên cảnh vật ghê sợ của rừng khuya. Câu chuyện tráng sĩ nói, sau này lại chính mồm Oanh Cơ kể lại cho cậu ruột tôi nghe, vì thế nên tôi biết rõ. Tráng sĩ sợ nàng cứ nghĩ ngợi mãi về cái chết thê thảm của anh chị nàng và cứ bồn chồn lo ngại, luôn luôn thì không khéo chết ngất y lần nữa. Chàng phải nói luôn mồm cho nàng, thấy bao giờ cũng có người ngồi bên cạnh và che chở cho mình. Tráng sĩ bảo anh cơ, cô đừng nên sợ hãi kinh ngạc, cô ạ, à, có tôi ở đây không khi nào tôi để thú dữ ma thiên chạm đến cô được. Tôi có khi nằm trên tròi này hàng nửa tháng, đêm đêm trơ trọi một mình, tôi chả e ngại gì cả. Gặp ác điểu, mạnh thú thì tôi bắn, tôi đánh, tôi cầm vả tấu hoặc đoạn côn thử chơi với chúng nó vài keo, đi cho chúng nó xem vài đường võ bao giờ chúng cũng thua chạy hoặc bỏ sát lại cho tôi khiêng về. Chúng nó có làm gì được tôi, to lớn, khỏe mạnh và nhanh nhãn như con hổ tôi chỉ coi như loài thú dữ mà thôi. Cái đáng sợ ấy nhất là ma rừng Giống ấy thiên lắm và lợi hại lắm Nhưng tôi có làm gì phạm chúng đâu Mà chúng nở xử tệ với tôi Chẳng qua chúng chỉ muốn đùa giỡn quấy quả tôi cho vui Chứ chưa làm tôi ốm đau và chịu thiệt bao giờ Hay là chúng có ý nể tôi thì tôi cũng chẳng rõ Một vài lần đầu tiên có vài con đầu đàn chúa tể ở vùng này Hiện lên dọa nạt tôi tôi đang nằm trên sàn thì nó làm sàn quay tích như trong chóng định thần ngồi một lúc thì lại không thấy gì có khi nó ném tôi đến bịch một cái xuống gốc cây tôi nhìn lại thì thấy vẫn còn ở trên sàn lại còn có lần vào buổi chiều mới trèo lên cây đã thấy ngay lũng lẳng trên cành chỗ thì một cái tay chỗ thì một cái chân chỗ khác thì một cái đầu lâu máu ở cổ nhảy xuống rồng rồng chỗ khác thì cái thay người một chốc tất cả mấy thứ ấy bay vùng lên sàn liền nhau thành một người đen thui đen thủi đầu tóc dựng ngược mắt mở to há mồm cười nhe răng trắng nhân nhởn tôi cứ ngồi lặng yên nhìn con ma ấy không nói nó thè lưỡi đỏ như dí tận sát mặt tôi khí lạnh của nó thâu vào khắp người tôi tôi rợn lắm xong vẫn cố trấn tĩnh nó dọa chán thì biến mất lần khác nó hiện lên đến sáu bảy con có lớn có, bé có, trẻ có, già có. Đứa nào cũng quần áo rách rưới hoặc trần truồng như nhọng. Trong người gầy gò, đen đuổi, xấu xí lắm. Chúng đi thơ thẩn như không bước, là là trên mặt cỏ. Lại còn chỗ tôi đứng dưới gốc cây, giang tay bao vành lấy tôi rồi nhảy múa, làm tôi hoa cả mắt. Tôi bị chúng trêu nhiều lần lắm. Lần này thì tôi chắp tay vào trước ngực, nhắm mắt niệm quan thế âm, rồi đọc câu thần chú trừ tà. Tả Thanh Long hữu bạch hổ tiền chu tước hậu huyền vũ mở mắt ra chúng đều biến mất cả. Tôi lên được trên sàn ngồi khấn rằng. Tôi tên là Lê Trọng Việt, là một kẻ đi săn các ác điểu mảnh thú không xâm phạm gì đến vong hồn các anh em cả anh em nếu có linh thiêng xin phù hộ cho tôi săn được nhiều tôi sẽ chia một phần mà xin cúng tế anh em tự tế mỗi khi tôi tới đây từ trước đến nay anh em trêu ghẹo tôi tôi đã chịu nhẫn nại không làm gì cả tôi không dám chửi rủa các vong hồn cũng không dám láo xược với các vong hồn xin các người từ đây đừng dọa nạt đùa giỡn tôi nếu tôi khấn khứa tử tế thế này mà không tha Thì sau này sẽ có cách tôi đối phó lại Bây giờ đừng trách móc tôi đó Đây gọi là thành tâm lễ bạc Tôi có chút quà này xin biếu anh em Khấn xong tôi dở tay nải đem ra bày ở sàn một ít bánh đúc để trên vài tàu lá, một ít hoa quả tôi đã cố tình mang đi từ chiều. Rồi tôi đốt hương khấn nến, vái bốn cái, đến là xong lại đem đóng mấy chục lá vàng hồ công việc thì thấy ổn thỏa tôi nằm chèo queo đánh một giấc đã đời chờ đến canh hai thì dậy đêm hôm đó quả nhiên tôi săn được nhiều lắm xong toàn là các thú nhỏ và tôi cũng không bị trọc ghẹo nữa bắn được cáo được cày tôi đợi rạng ngày là thui ngay vài con dưới gốc cây cúng tế xong rồi mới về những đêm sau đều săn được kha khá Tôi vẫn giữ lời hứa chia phần cho ma Nhưng ăn quen rồi thì lại rửng mở Đến đêm lại tìm cách làm cho nhà sàn của tôi Các đồ đạc lung tung lên cả Có một lũ chuột Mỗi con bằng con mèo To đến hì hục tìm mồi Ăn bánh đúc cơm nấm của tôi Gặm nát cả chuối tôi trữ sẵn để tráng miệng Cắn rách áo tôi và nhá chân tôi đau lắm Chúng nó tha nỏ của tôi quăng xuống đất và tha mã đá tấu của tôi cắm vào một cành cây. Vác tai nải của tôi treo lủng lẳng ở mái sàn. Lũ ranh ấy lục mọi thứ chập tức tôi đến cực điểm. Đêm tôi ngủ dậy, sờ nải chẳng thấy đâu, biết là có chuyện. Tôi bèn ngồi một lúc định thần cho sáng mắt ra, có thể trông rõ trong đêm tối được. Tôi chờ ánh mờ của các ngôi sao le lói lên tìm được đẩy nải và mã tấu vì lưỡi dao lấp lánh dễ thấy lắm. Tôi mở nải lấy sẵn bùi nhùi, đá lửa và hai ống địa lôi to. Rồi tôi đầu ngồi đợi xem cái giống quái kia có đến quấy nhiễu tôi nữa chăng. Quả nhiên chúng trở lại để xem tôi tức giận đến thế nào Lần này chúng biến ra một lũ cú mèo Và mèo rừng đến vỗ cánh ầm ầm và kêu Reo réo ầm ĩ cả chung quanh mình tôi Bâu lấy tôi đen nghịch Tôi đã biết nên thủ sẵn một sợi dây ngũ sắc dài Một bông phẩm đỏ ướt Tôi cứ ngồi điềm nhiên niệm Phật và đọc thần chú Chúng quay quần lấy người tôi xong không phạm đến tôi được Tôi đánh đá lửa, tóe lên, đốt bùi nhùi bùi nhùi cháy tôi dí ngay vào ngồi hai phái pháo khổng lồ treo ở mé sàn xong tôi vội vàng đứng dậy quơ tay túm được một anh mèo rồi nhảy vọt ra ngoài truyền cành nọ sang cành kia ra ngoài một chẻ cây gần gốc tôi vừa leo vừa kéo dây ngũ sắc ở cổ buộc vào mình con mèo nó cắn tôi quào wow tôi dãy dụa và đập đuôi chan chát tôi cũng mặc kệ buộc dây xong tôi lại sờ vào áo lấy túi bông phẩm đỏ bôi nhoe nhét vào mặt nó xong đâu đấy tôi thì thả nó rơi đến bịch xuống đất tôi làm những việc trên đây nhanh như chớp bởi đã định trước cả rồi chỉ loáng một tí là đốt xong ngồi pháo bắt một con mèo và nhảy truyền xuống gốc cây ngồi ở một chỗ tươm tất lắm tôi vừa an vị hai tiếng nổ kinh thiên động địa nối tiếp nhau xé tan vừng lặng lẽ của rừng khuya bốn bên toàn là sườn núi cả nên tiếng pháo địa càng dữ dội đàn mèo tranh nhau mà chạy đàn cú tranh nhau mà bay chúng chen nhau hút nhau ùa cả sàn phần nhiều đều rơi xuống đất huỳnh huỵch có con chạy không kịp phải biến ra khói tan nhanh pháo vừa nổ định thần mà nhìn thì chả thấy một con nào nữa cả thì ra chúng nó vừa rơi đánh đất hay chưa đánh mặt cỏ là chúng đã biến cả rồi vô phúc có một anh cú bay tạc qua mặt tôi tôi túm ngay lấy luồn ngay dây ngũ sắc buộc lấy hai cánh rồi cũng đem phẩm bôi vào mặt tôi lại vứt con quái vật ấy xuống đất theo với hai con mèo hai con đó dãy dụa vật mình đùng đùng dưới gốc cây nghe rõ mồm mọp ý chừng chúng nó muốn tháo dây thì phải Nhưng tôi buộc theo phép phù thủy Có mà tháo đường trời Tôi lên ngồi chiếm chệ trên sàn nứa Lúc này tôi đốt bùi nhùi Thắp một ngọn bạch lạp Đi tìm các thứ binh khí Thu thập xem có thiếu gì không Xét ra chỉ mất cái nỏ thần của tôi Mà chúng đã ném dưới gốc cây cổ thụ Còn đồ đạc thì đủ cả Tôi ngồi yên xem động tĩnh thế nào lúc đó rõ ràng tôi tỉnh táo bao nhiêu tinh thần tâm trí đều sáng suốt như những ngọn bạch lạp rạp to thế này mà không hiểu vì đâu tôi như mơ màng tai nghe văng vẳng có tiếng nói rất khẽ mà rất rõ một thứ tiếng không phải là tiếng chỉ như là một dư âm xa lơ xa lắc một tiếng gọi bị đập vào đá rồi oan oan đưa lại từ chỗ nào như một cái bóng của lời nói thì đúng hơn cái tiếng gọi đó gần sát tay tôi nhưng quái cũng như ở một nơi xa lắm chỉ biết nó rành rọt nghe tường tận vô cùng nó theo nói nhưng nó nói như thế này Ông Trọng Việt ơi, ông ác làm chi, ông tắt đèn đi, chúng tôi biết lỗi rồi, chịu phục ông rồi, ông cứu cho lần này, lần sau không bao giờ dám phá ông nữa. Riêng hai đứa tôi, chúng tôi sẽ đội ơn ông và phù hộ cho ông, ông hãy tắt đèn đi. Tôi đoán ngay là lời kêu vang con ma bị bùa ngủ sắc buộc, không biến được, chúng nó đã hối tôi cũng chả nên tán tận lương tâm chẳng qua chúng xử tệ với tôi hết sức nên tôi mới phải báo thù nếu không tôi cũng chẳng hơi đâu nghịch ngợm với chúng nó để mất một đêm săn bắn cái đêm ấy thế là vô ích tôi bị mất nọ lại mất thì giờ uh, lại đốt đĩa lôi và châm đèn thì còn con thú nào dám đến gần cho mà bắn nữa và dù có đến thì biết tìm nó ở đâu xuống gốc cây ư chả dại nhỡ có làm sao trong đêm tối giữa rừng vắng thế thì hết kế thoát thân thôi chúng nó xin tắt đèn thì tôi tắt để xem chúng dở trò trống gì nào tôi dụi cây nến ngồi đợi trời vừa tối bỗng nghe bịch bịch hai tiếng sờ thì ra có con mèo và con cú ở ngay cạnh thân văng vẳng bên tai lại có tiếng ông làm phúc tháo dây cho chúng tôi dội hết vết phẩm cho chúng tôi Ông tha cho sẽ xin đội ơn ông mãi Tôi nói Lấy nước đâu mà dội Tôi chả có gì đựng nước cả Chỉ có một cái vỏ dừa ở góc sàn Nhưng lại không có giọt nước nào Thì làm sao mà dội cho hai người được Tôi vừa dứt lời Thì quái lạ Thấy ngay một vật ương ước đụng chân Sờ xem là một gáo nước đầy Cái gáo sức không có cái cán của tôi Tôi hơi ngạc nhiên một tí Xong nghĩ ra ngay có gì lạ đâu một lũ ma nữa vô hình đương bao bọc lấy tôi để xin tôi gỡ cho hai đứa bạn của chúng và để xem tôi xử sự như thế nào tôi lên mặt đạo mạo phán rằng chỉ tại các người chọc ta chứ ta có làm gì hại các người đâu ta cúng các người ta cho các người nào thịt nào bánh nào hoa quả nào vàng lá thế mà các người chả biết ơn phù hộ ta lại còn quấy quả ta thì trời đất nào chứng cho các ngươi ta đây biết phù thủy chỗ này tôi nói khoác để mà dọa chúng mà thôi chứ thật tình thì tôi chả có phép quái gì chúng bay làm gì nổi ta các ngươi nạt ta thế chứ nạt gì nữa ta cũng chả sợ ta đâu có cách đối phó lại còn nhiều cách lắm đây này các ngươi hãy xem nói đến đó tôi sờ tay nải tức là cái túi sách ngày xưa lấy ra một củ tỏi bóp nát và dí vào mũi con mèo mũi con cú quả nhiên chúng nó dẫy lên đành đặt tay tôi lại nghe văng vẳng chúng con lại ông chúng con biết tội rồi ông xin tha cho chúng con ông vứt tỏi rửa tay đi rửa tay đi tôi quăng củ tỏi xuống đất dội nước ở gáo rửa tay tôi rửa hết cả một gáo nước rồi lại lấy vạt áo lao tay vừa lao tôi vừa nói ta còn nhiều thứ phép khác lợi hại lắm hệ các ngươi xử ác với ta ta sẽ xử càng tệ với các ngươi hơn cho bỏ ghét lần này là lần đầu ta tha cho hai ngươi. phải biết ơn mà cố tu tỉnh lại ta bắt lại một lần nữa thì chớ trách ta đó nhưng mà gáo nước hết rồi lấy gì gột rửa cho các ngươi đây tôi vừa nói dứt lời sờ xuống chân thì gáo nước khi nãy đã cạn bây giờ lại đầy tôi bèn móc trong đẩy ra một cái rẻ lao thấm nước rồi lao mặt mũi cho con mèo và con cú Chúng nó nằm im để tôi làm một cách ngoan ngoãn Chứ chúng nó không dám cựa quậy gì hết Tôi lao một lúc lâu án chừng đã sạch lắm rồi Bây giờ tôi mới tháo nút dây ngủ sắt ra Vụt một cái vừa cởi được dây Thì đã không thấy con mèo và con cú đâu nữa chỉ có phản phất trước mặt tôi lờ mờ như xương động lại, như khói tụ thành hình. Hai cái bóng dịu dàng trắng toát, thật là xương in mặt, tuyết pha thân hai thiếu nữ yểu điệu thanh tân tuy trong bóng tối mà tôi cũng có thể đoán được là hai giai nhân tuyệt sắc cả hai tựa hồ mặc áo bằng mây trắng mập mờ ẩn hiện trông đẹp vô cùng một làn tóc đen cuồn cuộn xõa ngang xuống ngang lưng một thân hình tha thước mềm mại tứ chi nhỏ nhắn tròn trĩnh đó là cốt cách của hai nàng trong cả đôi đều giống nhau tựa như hai chị em sinh đôi khó lòng phân biệt nếu một nàng không có tóc dài chấm gót khác với nàng kia tóc chỉ để dài ngang lưng một chút tôi thấy hai cái bóng con gái ấy trong lòng cũng hơi bồn chồn cứ ngơ ngác ngắm nhìn họ cả hai nàng cũng quỳ xuống sàn nứa trước mặt tôi trong khi tôi văng vẳng nghe một điệu đàn mê ly vô cùng Hai em cảm ơn thầy đã tha cho đội ơn thầy nhiều. Sau này xin giúp thầy. Điệu đàn chỉ ngắn có thế. Điệu ấy tức là giọng của hai nàng thánh thoát hòa lên. Tôi lấy làm lạ rằng sao cái giọng này nó im ái, du dương, nó thỏa thẻ. Trong trẻo khác hẳn với tiếng nói phào phào lúc nãy. Tôi nghĩ một lúc. Mới hiểu ra rằng khi hai hàng này chưa biến được thì cũng chưa nói được. Đó chỉ là các bạn bè thay lời nàng mà cầu khẩn đó thôi tôi bảo là hai nàng nói nhưng thực ra không có âm thanh phát ra ngoài tôi chỉ thấy một trong hai thiếu nữ đó lấp bắp rồi tự nhiên tôi hiểu tự hồ trong tay tôi có tiếng nói dội vào óc tôi hai ả lại tôi xì xà xì sụp đoạn đứng dậy bước ra tôi vừa ngước lên chưa kịp trông theo thì đã không còn thấy bóng dáng của hai nàng ấy nữa đâu từ đó tôi đỡ bị nạn ma quấy nhiễu làm rối loạn đồ đạc và ngăn trở sự săn bắn của tôi nhưng tôi lại bị một cái nạn mới lạ lùng nguy hiểm hơn là hai cô ma thiếu nữ mường nó hình như mê tôi đêm nào cũng lên ngồi cạnh tôi nói chuyện tỉ tê nhưng quấn quýt lấy tôi không quýt tôi nhắm mắt ngủ thì thấy như mình dắt tay chúng đi chơi trong rừng bừng mắt dậy lại thấy hai bóng trắng ngồi cạnh bên mình trong óc trong tay lại có tiếng dội văng vẳng nói chuyện với mình thân thiết lắm Tôi là con trai chưa vợ Thấy thế sợ lắm Dĩ ngại giống yêu tinh ấy Nó thu mất nguyên dương thì sẽ chết mất Tôi lo quá bỏ rừng về nhà Đêm về nằm ngủ lại thấy chúng nó đến rách móc Sao không đến đồng dao Săn bắn như mọi ngày cho chúng nó được gặp gỡ trò chuyện Sáng dậy tôi đem sự đó thuật lại cho anh tôi nghe Anh tôi là người giỏi võ hơn tôi mà lại can đảm lắm Anh tôi quyết cùng tôi đi vào rừng với tôi một phen quả nhiên anh tôi được thấy hai thiếu nữ mường của tôi và làm quen với chúng một đứa bám riết lấy anh tôi còn đứa kia thì vẫn cứ mê hoặc ôm tôi tới cùng Hai anh em hãy nằm trên sàn thiếu thiêu ngủ Là tự khắc thấy mỗi đứa ôm ấp một con ma Đi dạo quanh khắp đồng khắp nội Bắt ông đuổi bướm bức quả hái hoa Tình tự vui vẻ lắm Tỉnh dậy vừa bừng mắt đã thấy có hai ả ngồi dưới chân Con tóc ngắn kề anh tôi Con tóc dài kề tôi Thật là nguy ngập quá Tôi hối hận vô cùng Hối hận vì đã đưa anh tôi vào cõi chết một mình tôi có thác cũng không oán gì số phận Xong làm cho anh tôi vì muốn cứu tôi mà cũng thác nốt Thì thực tôi có lỗi vô ngần Kiên cường như tôi mà phải ứa lệ khóc Nhưng không dám khóc trước mặt lũ quái đó Tôi đợi rạng sáng ngày dắt anh tôi ra khỏi núi Đi về quán trọ lúc bấy giờ mới ôm lấy anh mà khóc và xin lỗi Anh tôi mũi lòng cũng khóc và khuyên giải tôi Em đừng ngại, anh xem, hai con yêu này nó không phải là đồ dâm tình, chẳng qua chỉ là hoang hồn hai con bé chết lúc còn con gái, thiếu tình đó mà thôi. Từ lúc mình quen với chúng nó, mới cùng nhau đi chơi bời trong nàng trong nội, nào chúng đã dắt mình đến cuộc mây mưa dâu bọc gì đâu. Thế thì chưa lo, để thông thả anh nghĩ một kế làm cho chúng phải bạc đi mới được. Anh tôi nói vậy thì tôi biết vậy Chứ tôi vẫn khóc lóc như thường Mai sau vì sự khóc lóc thảm thiết đó Có một cụ gà để ý đến chúng tôi Ông hỏi tôi Tôi nhất nhất kể sự tình cho ông rõ Ông già ngắm mặt mũi hai anh em tôi một lúc Rồi ông đòi xem bàn tay Xem xong ông đưa cho chúng tôi một ca vào chồng một căn phòng hẹp trong phòng giỏ Ông đứng ngoài bắt bốn cái huyết Lầm rầm đọc chú hồi lâu mới bước vào ông không nóng đắn đo gì cả nói ngay tôi xem khí sắc hai thầy chưa đến nỗi suy ám khí cũng chưa phạm được mấy vì hai thầy có can đảm nhiều hóa nên tôi mới cứu được giá phải người yếu linh hồn ắt bị hại đã từ lâu rồi cái giống ma này khôn lắm nó muốn báo thù thầy đấy nhưng nó cứ làm dần dần mỗi đêm đi sâu một chút thôi độ nửa năm thì không chữa được nữa tôi cho hai thầy đây hai đạo bùa này hai thầy phải giấu kỹ trong búi tóc nó sẽ không biết nếu để chỗ khác nó trông thấy sẽ cướp mất ta lại tương kế tụ kế nhân chúng nó đương rủ hai thầy đi vào đường tình ái hai thầy sẽ làm như âu yếm nó lắm chứ đừng tỏ vẻ lãnh đạm như xưa làm ra như mình thấy chúng yêu mình một lòng chân thật nên cũng hồi tâm mà sủng ái chúng rồi một thầy sẽ trong khi tự tình hỏi nó xem mã hay nhà mồ chúng nó ở đâu nói rằng khi nào anh thác đi sẽ lại nằm chung với em khi nó chỉ mã rồi cứ thử ba lần xem có cùng đúng một chỗ không mỗi lần nên nhận địa thế và đánh dấu kỹ càng lúc nào biết đó chính là mã chúng nó rồi thì các thầy nên làm như thế này thế này đến đây ông cụ nói rất thẻ chúng nó sẽ khiêng hai thầy không dám đến gần nữa <laughs> hai thầy sẽ thoát nạn xong cốt nhất hai thầy phải điềm đạm cẩn thận suy xét cho tỉ mỉ chớ có mừng rỡ lộ ra nét mặt mà khó lòng giấu được chúng Hai thầy nên nhớ kỹ Thôi hai thầy đi đi Thế là xong rồi Chúng tôi xin tạ ơn ông cụ Nhất ông cụ nhất định từ chối Túng thế giữa lúc ông cụ vô tình Cả hai anh em chúng tôi sụp xuống lại Cụ hai lại Cụ phải buộc lòng nhận vậy Nhưng làm cách nào cụ cũng không nhận tiền Đêm hôm ấy, hai anh em chúng tôi lại vào rừng và bắt đầu làm đúng theo chương trình ông cụ già đã chỉ bảo. Muốn cho cẩn thận, hai anh em tôi dò hỏi mã của hai con ma đến năm sáu lần. Rồi chúng tôi nhận kỹ địa thế và đánh dấu chỗ của chúng rất minh bạch chí kỳ không lầm lẫn được nữa. Một hôm trời có nắng, chúng tôi đợi đến đúng ngọ, vác xẻng vác cuốc vào rừng, đến chỗ hai cái mã mà chúng tôi đã đánh dấu, khai quật quan tài lên, mở nắp ra, vứt lá bùa vào rất nhanh, rồi đẩy nắp lại, xong lật áo quan cho xuống hố lấp đất lên cẩn thận. Tối hôm đó, quả nhiên không thấy hai cái bóng trắng ngồi dưới chân nữa. Nhưng hai anh em tôi lúc chợp mắt ngủ thì cũng thấy hai giấc chim bao giống nhau. Trong mộng cô ả nhân tình ma của đứa nào hiện lên bảo đứa ấy rằng Thôi được, anh đã đối đãi với tôi tệ bạc và tàn nhẫn với em Rồi anh sẽ biết em báo cừu như thế nào Em truyền hồn cho anh, em sẽ làm cho anh chết đầu lìa khỏi xác Giữa lúc còn niên thiếu như em Sống, anh không muốn làm chồng em Chết rồi thì anh sẽ làm chồng em Anh nghe chưa, Chẳng qua đấy là lời hâm dọa vu vơ Cho nó chết rồi Còn làm quái gì được ai Sống chết đã có mệnh Dễ đâu con ma kia có thể sát hại được hai anh em tôi Chỉ biết từ khi triệt được nó Tôi được bình an vô sự Lũ ma hình như sợ tôi rồi Không con nào dám lại trêu tôi nữa Đêm đêm tôi được ngủ ngon hết sức Tôi ở nhà sàn này quá như ở nhà tôi Chả còn e ngại nỗi gì Trước kia tôi săn bắn mãi không bao giờ được hổ báo và hưu nai. Nay tôi bắn được rất nhiều hưu, săn được hàng mười mấy con, gạt chất đầy nhà, bán được nhiều tiền lắm. Tôi lại vớ được đủ thứ. Ngày thì có sương dương, có cày hương, có các thứ chim quý. Đêm thì có hoảng nai, lợn, báo và trồn. Có một lần tôi ném phi tiêu giết được một con hổ mẹ và hai hổ con. Vừa đây tôi hụt một con beo xám to, tiếc quá. Anh cả tôi, mạnh khôi thì lại thích về mé chợ gần. Anh tôi săn ở phía đó, không vào đây mấy. Nhưng kìa, cô xem có phải sắp sáng rồi đó không? Chúng ta mãi biết nói chuyện mà ai ngờ sắp sáng bạch rồi. Chương 8. Từ biệt Tráng sĩ nói tới đây Quanh cơ mới nhìn sang phía đông thì thấy một góc trời sáng sủa, báo hiệu mặt trời sắp sửa xuất đầu trên các ngọn đồi. Lúc đó mới tờ mờ sáng, đủ trong rõ các sự vật trong một bức màn xanh xám. xương trong rừng dày như khói, có mặt trời lên chăng nữa, cũng còn là những đợt lâu lắm mới có ánh nắng chiếu vào cỏ cây ướt đậm sương đêm. Từ tối, Oanh cơ ngồi chiếm chệ trong lòng tráng sĩ, ngoan ngoãn như một đứa trẻ thơ, quên cả sượng sùng, e lệ. Nàng đầu tiên sợ cọp, sao lại sợ ma, sao nữa nghe hai cái xác cười lại càng sợ thêm. Hóa nên cứ bám chặt lấy tráng sĩ, rút đầu giấu mặt vào vai chàng. Kịp lúc chàng vui miệng kể chuyện cho nàng nghe, thì nàng cứ mãi mê chăm chú vào câu chuyện câu chuyện chàng kể lại rùng rợn ghê gờ sợ hết sức nên nàng càng ôm chặt xác lấy người chàng không nghĩ gì đến thẹn thùng đến buổi tờ mờ sáng nàng mới hơi tỉnh ngộ nhưng vẫn còn chưa ra khỏi cơn kinh hãi Gia dĩ ngay dưới sàn lại có hai cái xác chết nằm cứng đờ ra đó. Nàng không đủ can đảm ra khỏi lòng tráng sĩ. Dẫu biết rằng ôm lấy một người con trai lạ mặt mà khó là khó coi, là vô lý. Ngộ biến phải tầm quyền. Nàng biết làm sao được. Nàng cứ ngồi lì trong lòng tráng sĩ hai mắt long lanh áp vào ngực chàng, không muốn nhìn sự vật bên ngoài, sợ hoàn cảnh lại gây cho nàng một nguồn đau đớn hải hùng thứ hai nữa. Nàng ngồi yên như thế, không cửa, không nói, tuy thức mà cũng như ngủ. Tráng sĩ tưởng nàng vì mệt mà ngủ thiếp đi, nên cũng đành ngồi đó, ôm lấy nàng. Như giữ gìn một báu vật quý giá, hai người chả ai nói với ai một lời nào nữa cả hai cùng thả hồn vào cõi mơ màng êm dịu cặp thiếu niên xa lạ mà tự nhiên trời rung rủi cho gần sát bên nhau trong trường hợp lạ lùng bi đát ấy cặp thiếu niên đó cứ ngồi trơ trơ như một pho tượng thức cũng chẳng phải thức ngủ cũng không phải ngủ cho mãi tới khi mặt trời lên cao rọi ánh sáng vào đám xương lam làm cho sương biến thành hơi nước bay lên khiến non sông được sáng láng mà cây cỏ được khô ráo nhẹ nhàng tráng sĩ bấy giờ mới khe khẽ vỗ vào vai oanh cơ và cúi xuống bảo nàng bạch nhật rồi cô ạ à, mặt trời đã chết quá hai xào bây giờ chúng ta có thể xuống được rồi còn lo liệu tống tán cho ông anh cả và cô hai chứ oanh cơ giật mình mở mắt ngơ ngác nhìn tứ phía hình như mãi lúc này nàng mới biết rõ là vô tình ngồi trong lòng một thiếu niên xa lạ nàng vùng đứng dậy đi ra chỗ khác hai má ửng hồng chỉ biết cúi rạp mặt xuống chứ chẳng biết nói câu gì tráng sĩ cũng đứng dậy phương vai duỗi tay duỗi chân răng rắc đoạn nhìn oanh cơ cười bây giờ chúng ta phải trèo xuống tôi xin đỡ cô nếu cô đau chân quá không trèo cành cây được tôi xin cổng cô đem xuống ta hãy nên để tử thi ông cả và cô hai ở đây chốc nữa mượn người đến mang ra đồng phía ngoài núi cũng chưa muộn thôi ta xuống đi cô nên theo tôi oanh cơ cả ngày hôm trước chân bị xây sức sưng lên đau đớn lắm không trèo được tráng sĩ lại phải khi bế khi cổng đem nàng xuống gốc cây rồi để nàng xuống đất nàng chàng tháo dãy lưng sồi của nàng ra làm thành một cái võng cho nàng ngồi rồi chàng cõng nàng chạy vèo vèo ra khỏi thung lũng về quán trọ của chàng chàng đem nàng một căn phòng sạch sẽ để nàng nghỉ ngơi dưỡng sức rồi một mặt chàng thuê sáu người phu và đốc thúc họ vào rừng ngay để khiên xác văn quản và huyền cơ về quán trọ một mặt chàng chờ chủ quán đi mua ngay cho các đồ khâm liệm cùng hai chiếc quan tài khi đem xác về đến nơi tự tay tráng sĩ và oanh cơ tắm rửa cho hai kẻ bạc mệnh rồi đem khâm liệm ngay Đám ma hôm đó thật là giản dị đơn sơ, càng giản dị đơn sơ trông lại càng thảm thiết. Một tên phu cầm một bó đuốc đi trước, rồi đến hai tên khiên áo quan văn quản buộc vào một cái đòn. Tiếp đến áo quan huyền cơ cũng hai tên phu khiên, sau cùng đến một tên phu đem thuổng, cuốc và xẻng, rồi đến tráng sĩ đỡ oanh cơ vừa thất thiểu lê bước vừa rủ xuống khóc, như mưa như gió, thế là hết, đám tang chỉ có bấy nhiêu người ra đồng tráng sĩ truyền cho đào rõ sâu vùi rõ chặt lịch kịch mãi mới xong lúc về hai tên phu phải hoàng tai làm kiệu nâng đỡ oanh cơ về quán trọ oanh cơ đưa xong đám ma anh và chị thì ốm liệt giường liệt chiếu sốt rét ly bì nói mê nói sản tráng sĩ lo ngại lắm bỏ cả cuộc săn bắn chỉ lo thuốc thang cho nàng và ngồi bên cạnh giường bệnh của nàng thôi ốm nửa tháng ròng oanh chỉ ăn có hồ cháo qua ngày người gầy rạc đi như ve tráng sĩ thương hại lắm chăm sóc nàng như em gái chẳng quản lao công gì cả nhờ sự tận lực đó oanh cơ khỏi bệnh tráng sĩ để nàng nằm nghỉ dưỡng sức tại quán trọ khi nàng đã ăn trả đũa da thịt bắt đầu tươi tỉnh lúc ấy chàng mới bảo nàng rằng Nay cô khỏi rồi, tôi xin đưa cô ra khỏi nho quan, kẹo nửa chậm. Cô định thế nào? Bây giờ em ra nho quan làm gì nữa? Anh chị em thác rồi. Em ra đó cũng vô ích. vả chăng nhà quan phủ thiết tiệc xong từ non một tháng Nay ra đó thì còn gì nữa Thế cô phải suy tính thế nào chứ hay là cô về núi gôi ở với mẹ tôi Mẹ tôi sẽ yêu cô như con Tôi và anh tôi cũng quý cô như em vậy Oanh cơ cúi đầu suy nghĩ một hồi Nàng ngước mắt nhìn tráng sĩ Rồi bỗng cúi gầm mặt xuống hai má ửng đỏ Chỉ thoáng một chút mắt nàng đã mờ những lệ Nàng gạt nước mắt thổn thức nói rằng Em bây giờ cơ bơ vơ cô độc chả còn ai thân thích nào nữa. Chỉ có một đứa cháu trai gọi bằng cô hiện giờ còn ở Đại Thạch. Em đội ơn anh quá nặng, chẳng biết lấy gì báo đáp được. Nếu em nhờ ơn trời Phật còn được sống dai dẳng ít lâu nữa, có ngày em sẽ đền đáp nghĩa anh. Nay em đang thụ trọng tan, tâm hồn tan nát, gan dạ héo hon chưa biết định liệu ra làm sao cả em xin anh cứ theo đuổi các việc anh làm đừng vì em mà phí cả thì giờ cùng tâm lực anh mặc em sống nốt quãng đời thừa này nguyện vọng duy nhất của em bây giờ là được ở chốn này cư tan và chăm sóc mồ mả cho anh chị em em sẽ mặc chế phục xô gai trong 27 tháng Họa là vong linh cha, anh chị em đỡ tuổi một đôi phần. Chỉ có điều em đáng ngại là mai đây khi anh từ biệt em để trở về quê nhà anh em sẽ chịu lẻ loi thân gái sống giữa nơi xa lạ chẳng còn ai thân thích quen thuộc nữa em muốn nhắn thằng cháu ra để ở chung với em cho vui và luôn để giúp đỡ em nhưng biết nhắn ai bây giờ cháu em tên là nguyễn đức tiêu nó hiện ở làng đại thạch Cùng gà, cũng gần quê quán của em vì bác em ngày xưa di cư ra đấy đến nay đã ba đời làng đại thạch cũng như làng bàn thạch là nguyên quán của giáo phường hai làng ấy thuộc về phủ thọ xuân tỉnh thanh hóa oanh cơ nói xong lệ rồng nhỏ nhỏ ướt đẫm rai gò má tráng sĩ nhìn nàng rất ái ngại bảo nàng rằng Cô chứ lo ngại cứ khó ở tạm đây năm hôm nữa, tôi thu xếp xong công việc cho cô lúc đó sẽ về. quanh Cơ nghe lời Ân Nhân ở lại trong quán trọ, độ 10 ngày sau, một hôm tráng sĩ đi săn về, vui vẻ bảo nàng rằng: "Xong việc rồi, bây giờ cô chỉ còn phải dọn nhà là yên ổn cả." Chàng đem nàng đến một nơi cao ráo, nàng lấy làm là ngạc nhiên thấy từ lúc nào không rõ chàng đã sai thợ lợp riêng cho nàng một nếp nhà rộng rãi chót vót đứng giữa một thửa vườn bát ngát mênh mông nàng vừa mừng rỡ vừa ngại ngùng cảm động bước lên thang vào sàn tới nơi nàng ngã ngửa người ra đồ đạc nồi niêu và quần áo rương hòm sắm sửa bài biện sẵn cả và trong hoàn cảnh êm ấm đó có phải ai đâu xa lạ Rõ ràng là cháu ruột nàng Nguyễn Đức Tiêu Ngồi chiếm trệ ở một phòng Trên một góc chiếc ghế đẩu Thấy oanh cơ Tiêu mừng quá Chạy tức tử lại đón cô Nói tiếu tích Cô ơi cô đã mạnh chưa Cháu nghe bác hai đây Tiêu chỉ tráng sĩ Nói rằng chú và cô huyền cháu đã thác Vì vuốt khổ Lòng cháu đau đớn vô cùng Nhưng biết rằng cô còn sống sót Cháu sung sướng quá từ nay cháu ở đây với cô mãi, không để cho cô ở một mình đâu cô à. Ai nhắn nhủ cháu ra mà cháu biết lần mò lẻ loi tới đây. Mấy hôm trước, có hai người về tận Đại Thạch đón cháu, bảo cháu dẫn sang nhà cô ở Bàn Thạch. Xong họ nói cho cháu rõ cô hiện ở Đồng Giao, muốn ngủ cư tại đó, nên cho người về đón cháu và phun vác đồ đạc ra ngoài này. Họ chọn lấy những đồ đạc còn tốt và thường dùng, đem đi còn bao nhiêu bỏ lại cả đến đồng dao họ đem cháu lại nhà này cháu được gặp bác hai mới rõ đầu đuôi câu chuyện mắt oanh cơ mờ hẳn đi vì lệ ứa trào ra nàng cảm động quá vuốt ve đầu cháu rồi ngồi lại ở một chiếc ghế thấp tráng sĩ ngồi ở một góc giường oanh cơ đợi khi tráng sĩ vô tình giữa lúc xuất kỳ bất ý, nàng ngồi xịp xuống sàn, ngoảnh về phía chàng ngồi. Lại hai lại rất cung kính, chàng luống cuốn đứng dậy nhưng không kịp nữa, vội chạy lại đỡ nàng lên rồi bằng một giọng nghẹn ngào. Ô kìa, sao cô lại làm như vậy? Tôi chả tổn thọ mất ư, bổn phận tôi là phải thế, cô chứ cảm ơn tôi làm gì? Người ta ở đời phải giúp đỡ lẫn nhau có chi mà phải bận lòng. Trong nhà này tôi đã xếp đặt đủ cả. Cô có thể sống nổi trong vòng nửa năm. Trong hòm kia có tích sẵn vài chục quan tiền. Cô cứ việc lấy mà chi dụng. Sáu bảy tháng tôi sẽ qua một lần thăm cô Khi nào cô biết tan sẽ Thì sẽ di cư đi chỗ khác Đừng ở nơi đây không tốt Cô phải cẩn thận Chớ có đi đêm về tối Lỡ ra có sự khó lòng nhà này tôi đã có ý làm cao, có hai tầng sàn, nếu động dụng gì, cô lên gác trên mà ẩn, đừng ở tầng dưới nhé. Thôi công việc này tôi thế là tạm ổn, tôi xin bái biệt cô, cô nên thận trọng lấy mình, chớ để phụ lòng tôi đó. Tráng sĩ nói xong, từ đứng dậy từ biệt, oanh cơ lúc ấy không hiểu thế nào, tựa như ngại ngùng quyến luyến không nở chia tay nàng muốn giữ tráng sĩ lại chút nữa nhưng cũng thẹn thùng không dám nàng sụp sùi ứa nước mắt tiễn tráng sĩ xuống gác muốn nói vài lời tiễn biệt mà nghẹn ngào không nói được chỉ thỏa thẻ được một lời em xin lại anh thế là hết nàng đứng tựa giống cửa sàn đờ mắt nhìn theo chàng mãi theo mãi tới khi bóng chàng khuất sao rặng lao bụi chuối thì thôi ra đi chàng cũng dùng dằn lúc thất thiểu trên đường chàng cũng ngoái cổ nhìn lại thấy bóng nàng dựa cửa trong chàng trong thâm tâm một cảm giác êm ái đầm ấm tự nhiên bừng bừng nổi dậy làm giảm đi một đôi phần nỗi buồn rầu thấm thía của sự phân ly chàng nạnh mạnh gót trên đường cắm đầu đi thẳng cố xua đuổi trong lòng những ý tưởng bất chính nhưng xứng đáng với một tay thiếu niên nghĩa hiệp như chàng. Chàng đi, đi được bao xa? Cứ hùng dũng tiến được mươi bước là đã ngại ngùng muốn quay gót trở lại, trở lại e bất tiện. Chàng đành quay đầu trong lại mà thôi, chàng vẫn thấy bóng nàng như bóng đá vọng phu, còn đứng sừng sững trên thang nhìn theo chàng không ngớt, nhìn mãi, nhìn mãi muốn cho tâm hồn khỏi bị suy nhược, xa ngã, chàng nhắm mắt lại, vùng cẳng chạy một mạch không dám quay đầu lại. Tráng sĩ đi rồi, oanh cơ ở lại một mình với cháu là Nguyễn Tiêu tại Đồng Giao. Nhờ có tiền nông tráng sĩ để lại, nàng cùng cháu phong lưu lắm. Tuy nhiên, nàng cũng cố làm lụng cho khỏi ăn không ngồi rồi. Nàng mở một cửa hàng nhỏ ở trên sàn, nhận vải, cắt áo quần và mai vá. Nàng đoạn tiệc hẳn với nghề ca sướng, dẫu rằng cháu nàng cũng có thể đàn tạm để nàng hát. Còn cháu nàng giúp nàng các việc lặt vặt như là đi chợ, gánh nước, vân vân. Nói tóm lại, tiêu là tay sai, hệ cứ có việc phải ra ngoài thì cậu phải gánh vác tất cả. Còn nội công việc trong nhà thì có oanh cơ đảm đang một đàn ngoại giao một đàn nội vụ thành ra oanh cơ ở đấy đến ba bốn tháng mà chả ai biết mặt mũi nàng ra sao bởi vì nàng không bước chân ra khỏi cửa bao giờ cứ tối đến cháu nàng ngủ ở tầng sàn dưới còn nàng thì leo lên tầng cao nhất để ẩn mình từ độ oanh cơ đến trú ngủ ở đồng giao trong hạt bỗng xôn xao bàn tán về một câu chuyện lạ ấy là chuyện làm đầu để cốt yếu cho bài thuật này đó chuyện ả đào ở trong rừng cứ đêm đêm quá trống canh hai một trong một thung lũng cách đồng dao gần nắng dặm người ta nghe có tiếng véo von đàn hát não nùng những kẻ táo bạo rủ nhau vào rừng đi xem lúc về điều thuật đúng như thế cả mới đầu tiên cả vùng kinh dị nhưng rồi lâu dần cũng quen đi chả ai nói đến nữa chỉ riêng một mình anh cơ biết đó là hồn anh chị mình hiện lên nàng tin rằng anh chị mình đều thiêng liêng nên hết sức chăm chỉ lễ bái cuối tuần cúng dỗ cho vong hồn kẻ khuất vả lại nàng cứ sai cháu hễ ba ngày thì ra thăm mã quảng và huyền một lần anh cơ sống yên ổn và kiên nhẫn quãng đời hiu quạnh lặng lẽ của nàng dưới mái ngôi nhà sàn không nghĩ gì đến tương lai cả Thỉnh thoảng nàng cảm thấy tấm lòng giàu dạt già, vì hình ảnh tráng sĩ tự nhiên bỗng hiện ra rõ rệt trong ký ức nàng. Tươi cười khiến nàng bị trái tim vỗ đập, máu trào lên gò má, nóng bừng. Mỗi lần như thế, nàng lại cố nén lòng, lấy tay để lên ngực, rồi nhắm mắt lại, xua đuổi cái ám ảnh kia. Xong nó nhất định không đi, bắt nàng phải luôn luôn trông thấy, nàng vơ vẩn đứng dậy, nâng tấm liếp con lên, tì tay vào thành sông thưa vẫn vơ trong trời. Nàng đứng như thế giờ lâu, bỗng đôi mắt nàng để ý đến những vết gì, tựa như lốt chân, một vật to lớn, in sâu xuống nền đất cát, ở ngay thềm nhà nàng, những vết chân nhiều lắm, không biết bao nhiêu mà điếm. Nàng đi vòng gác nhìn bốn phía, cũng đều như thế, lại có vết ở ngoài vườn trên luống rau trên luống khoai rau và khoai bị dẫm nát cả có lẽ là vết chân lợn lòi về đào trộm khoai chăng nàng đợi cháu đi chợ về chỉ cho nó xem nó sợ hãi lắm hai cô cháu bàn tán chẳng biết là vết gì tối hôm đó cả hai cùng không ngủ đóng cửa ngõ từ buổi sâm sẩm tối lấy bàn ghế và gỗ chặn ngang cửa chính xong tắt đèn đốm lên tận gác trên hé liếp ngồi rình mỗi người một xó đêm hôm ấy có trăng khuyết ánh sáng mờ mờ thỉnh thoảng mới lọt qua vừng mây xám mà tỏa ra một lúc rồi mất ngay trời đất lại tối như mực hai cô cháu rình lâu lắm hết canh hai đầu canh ba bỗng thấy một cái bóng đen dài lướt đi rất nhẹ nhàng trên thềm cát và đi vòng khắp chung quanh nhà cái bóng ấy có hai con mắt lớn đỏ rực nhai ngọn đèn hai cô cháu nhận biết ngay là mắt hổ vì vẫn nghe người quanh vùng nói thế oanh cơ sợ quá hét lên một tiếng ngã lăn trên sàn con quái vật kia nghe tiếng động vùng chạy mất thì ra một con hổ vẫn lượn quanh nhà nàng đêm nào cũng vậy hai cô cháu rình bốn năm đêm đều thấy bóng hổ lại đi tuần tiễu quanh nhà tìm kế leo lên sàn cả hai cùng lo gại cực điểm rạng ngày thứ năm tiêu chạy ra chợ tìm một thầy số dắt về oanh đặt tiền quẻ rồi kể đầu đuôi câu chuyện cho thầy số nghe rồi khóc mà hỏi rằng nhờ thầy coi giúp cháu một quẻ xem có cách gì cứu cháu thoát nạn được chăng thầy bấm quẻ một hồi lâu nghiêm nghị nói rằng cô đừng lo số mệnh của cô vững lắm chưa có thể chết được ít ra cô cũng còn sống được lâu nữa bây giờ chưa đáng ngại đâu nó không làm gì được cô cả cô chỉ nên bỏ tạm chốn này lánh mình xuống thuyền ở vài tháng là tự nhiên nó chán không theo cô nữa Ông thầy số đó chính là cậu ruột tôi Trong khi ông đoán quẻ cho anh cơ Nàng có thuật rõ Ông nghe trường hợp gặp gỡ tráng sĩ Lê Trọng Việt ra làm sao Tình hình anh chị nàng bị thác ra sao Nàng được thoát nạn thế nào Câu chuyện tráng sĩ kể cho nàng nghe như thế nào Và sự giúp đỡ của tráng sĩ như thế nào Vân vân Sau này kể lại chuyện ấy tôi nghe Cậu tôi nói Lúc đó cậu thấy nàng buồn chồn kinh sợ quá, cậu cũng động tâm thương nàng, không muốn nói sự thật cho nàng phải lo nghĩ khiếp vía. Theo quẻ, nàng có số cọp vồ chết, chỉ sống được năm 7 năm là cùng. Không biết về sao nàng gặp nạn ở đâu, chỉ biết sau khi nghe thầy số chỉ bảo, thì nàng bỏ tiền dành dụm ra mua một cái thuyền con, không xa hạt đồng giao máy. Nàng yên trí lánh nạn như thế độ hai tháng thì yên lúc bấy giờ sẽ trở về nhà cư tang anh chị như cũ cho đến hết hạn 27 tháng thì thôi muốn dọn đi đâu cũng không muộn ngờ đâu đến ở trên sông mà nàng cũng bị hổ theo rình để bắt ngày ngày nàng ra đầu thuyền vo gạo rửa cá nhìn lên bờ thấy ông tướng kia ngồi chồm hổm trố mắt nhìn nàng Giá lần đầu có lẽ nàng thất đảm ngã lăn xuống nước, nhưng lâu nàng cũng quen đi, chỉ tất tưởi bỏ gạo cá chạy thục vào khoang thuyền mà thôi. Hổ rình chán, chả làm gì nổi, gầm lên cúc thẳng. Anh cơ và cháu sợ hãi, nhổ xào đi về khoảng sông rộng hơn, cấm thuyền tận giữa sông, không dám lại gần bờ. Như thế, hổ không làm gì ra tận giữa dòng được. Hai cô cháu sẽ khỏi bị nạn hổ, lại khó qua nạn phong ba đã không dám đậu thuyền sát kề bờ mỗi lần có sóng gió thì còn gì là tính mạng nhất là hai cô cháu không phải người chài lưới lỡ bị lật thuyền hẳn là chết ngọt chết trôi nghĩ cho kỹ ở trên mặt đất cũng chết xuống dưới sông cũng chết chẳng thà lên mặt đất còn hơn tử sinh hữu mệnh thầy số đã cho biết mình còn sống được lâu nữa sợ gì mà chả dám về sàn ở như thường lệ ta chỉ việc đóng cửa ngõ cho sớm chặn lại cho chắc lên tận từng cao mà nằm rút thang đi nói giỏi cách mấy cũng không lên được ta cứ đừng đi đâu ở tịch trong buồng kính dễ gì mà bắt được ta nghĩ như vậy lửa lúc mặt trời đúng ngọ nàng cắm thuyền vào một chỗ đông đúc thu xếp đồ đạc thuê một toán phu khuân vác và hộ nàng đi ngựa trở về đồng giao tính đốt tay, hôm nàng lại nhà sàn chính là hôm cách 6 tháng về trước anh chị nàng bị chết nạn trong rừng chương chính thần trùng hổ kính thưa quý vị quý vị vừa nghe hết phần 2 của danh tác ai hát giữa rừng khuya tác giả Thầy Đại Đức Tuấn xin mời quý vị nghe tiếp phần thứ ba. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.